Chào các bạn, video này là nội dung tập 116 Thế giới hoàn mỹ. Sau khi chứng kiến trận chiến tranh giành của các thế lực tại thượng giới, Thạch Hạo liền tiến hành bế quan tu luyện. 10 đồng thiên liên tục di chuyển hấp thu lực lượng giúp thực lực khôi phục lại. Lúc này, chủ thôn đang vô cùng hỗn loạn, đám hung thú đi lại hiên ngang khiến người trong thôn hoảng loạn. Thạch Hạo chứng kiến cảnh tượng này liền ra tay dọn dẹp, tiêu diệt hết đám hung thú, coi như đó là sự báo đáp cho ơn cứu mạng. Giờ cũng đến lúc phải rời đi rồi, con chim màu xanh kia cũng đi theo. Thạch Hạo dự định đặt cho nó một cái tên cho dễ nhớ. Theo xếp hạng thì nó là con chim thứ 4 mà cậu nhận nuôi, cho nên đặt cho nó là Tứ Bạch. Con chim nghe vậy liền tỏ vẻ rất bất mãn, không thích cái tên này. Thế là cậu liền đặt cho nó cái tên khác là Ngân Tử. Đi được một đoạn thì Thạch Hạo phải hạ cánh xuống đất. Lý do là vì xung quanh Hoè Thành đã bị một đại trận phong ấn bao vây lại. Vì bắt nữ từ đó mà bọn họ đã phong tỏa cả khu vực lớn. Thạch Hạo thử dùng sức vậy nhưng không làm gì được, đành phải nhờ tới sự trợ giúp của Đa Thần Thạch mở ra con đường ra ngoài. Tiếp tục di chuyển, nơi tiếp theo mà cậu muốn đến là Ngũ Hành Châu, trụ sở Bất Lão Sơn để gặp mẫu thân phụ thần. Sau khi đến nơi, liền nghe được tin tức, thần tộc bồi dưỡng được hai tuyệt đại thiếu niên có tiền cốt, chiến đấu cùng cảnh, đánh đầu thắng đó. Một người trong đó chính là Tần Hậu, Đa Thần Thạch nghe vậy cũng bất mãn, cầm chí tôn cốt của cậu để diễu võ ra ngoài, giờ cậu cũng nên bộc lộ tài năng rồi. Để cho đám người kia biết rằng, dù không có chí tôn cốt thì cậu vẫn có thể xưng bá cùng lứa. Tuy Thần Hậu được bồi dưỡng rất tốt, vậy nhưng phụ thân Thạch Tử Lăng lại đi đại náo Bất Lão Sơn, có vẻ như Thạch Tử Lăng đang bất mãn điều gì đó. Theo lời đồn thì do bởi vì có ai đó bị giam vào hắc lao đảo ác ma. Từ đó mới khiến cho Thạch Tử Lăng nổi giận. Cũng bởi vì bận tâm mặt mũi của Tần Hậu nên Bất Lão Sơn mới không làm gì Thạch Tử Lăng. Thạch Hậu suy đoán người bị nhốt là Thạch Trung Thiên, cho nên lập tức quay xe đi tới ác ma đảo tìm người. Được biết, vào vô số năm tháng trước đó, đảo ác ma này thuộc về một vị ma tôn thành tựu quả vị vô thường. Người này quét ngang các sáu, không ai địch nổi, vì muốn tìm cách siêu thoát, thế là hắn giao chiến với sinh vật cấm kỵ. Cuối cùng, thành công chạm sinh vật đó, giam cầm pháp tắc thiên tiền đảo, vậy nhưng bản thân cũng phải bỏ mình. Từ đó, huyết nhục tương hợp với đảo, lại thêm tế luyện tiên đạo lôi đỉnh khiến cho đảo trở thành tuyệt địa, cũng sinh ra rất nhiều bảo liệu hiếm có. Từ đây, đảo ác ma được chia thành hai phần, một nửa là nhà giam, một nửa là tuyệt địa, đồng thời cũng ẩn chứa cơ duyên lớn, thậm chí hài cốt của sinh linh cấm kỵ trong truyền thuyết cũng vẫn như cũ ở trên đảo. Tuy rằng mỗi năm đều có vô số người chết oan uổng, vậy nhưng người lên đảo thám hiểm thì vẫn nối liền không dứt. Ngay tại lúc này đang có một chiến thuyền đi tới đảo ác ma. Vừa mới đến nơi thì đụng độ thời tiết xấu, vì sự an toàn cho mọi người nên phải chờ 7 ngày sau mới có thể đi tiếp. Điều này làm cho những người trên tàu bất mãn, ai ai cũng có việc gấp, sao có thể dừng lại lâu như vậy được. Chủ thuyền nghe vậy liền yêu cầu giao thêm phí bảo dưỡng thuyền, lão sẽ mạo hiểm lập tức lái thuyền. Hành động này có phần chèn ép, bởi vì đây là lần thứ hai đòi phí rồi. Lão ta vẫn cứng rắn, nếu không giao thêm phí thì ngoan ngoãn đợi thêm 7 ngày đi. Phía trước là 800 dặm sương mù, hai tên thanh niên sau khi thảo luận liền chọn cách trực tiếp bay xuyên qua sương mù, không ngồi thuyền nữa. Vậy nhưng vừa mới lao ra ngoài thì đã bị sấm sét đánh trúng, thân thể bị đốt thành tro. Thạch Hạo cũng ở trên thuyền. Cả đám chứng kiến chuyện này liền hoảng sợ không dám làm liều nữa. Đột nhiên lốc xoáy trên bầu trời bạo phát, sát khí cuồn cuộn tuôn ra xung quanh. Một khuôn mặt do sát khí ngưng tụ lập tức hiện ra dọi cho đám người trên thuyền hoảng sợ. Lão già chủ thuyền lên tiếng trấn an, rồi lấy ra một ngọn đèn. Ngọn đèn trông rất tầm thường, vậy nhưng nó lại có thể đổi khuôn mặt bỏ đi. Làm xong chuyện, lão ta lại tiếp tục nhắc nhở bọn họ mau quyết định, giao tiền hoặc là chờ đợi. Thế là bọn họ đành phải đưa thêm tiền lộ phí. Thạch Hậu cảm thấy hành động của những người trên thuyền dường như rất quen thuộc, cho nên lập tức xâm nhập vào thức hải của một tên thanh niên để thăm dò tin tức. Cậu nhìn thấy một đám tù nhân đang lao động mệt nhọc, phát hiện ra tổ phụ đã đào thoát khỏi nhà giam. Vậy nhưng một khi ra ngoài nhà giam thì đầu đầu cũng là đường chết, rất có thể đã bỏ mạng. Sau một lúc di chuyển cũng đến nơi, trước mặt bọn họ là một cái lối vào. Mọi người đồng loạt nhảy ra khỏi thuyền, chỉ đứng bên ngoài đã cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí. Ở đây có hai con đường, một là tuyệt địa, hai là nhà lao. Đến tuyệt địa thì khả năng tử vong rất cao, hầu như không ai dám đi vào. Còn nhà lao thì chính là con đường trước mặt, đi vào thăm dò, nếu có thu hoạch thì cần nộp lên 7 phần. Thạch Hạo cũng đi theo đám người này, tiến vào trong mới tách ra khỏi đoàn để tự mình thám hiểm. Quang cảnh xung quanh, Đa Thần Thạch cho biết, trong thần liệu dưới đất có rất nhiều cái, bao gồm thần đạo, sức mạnh lôi đỉnh. Thạch Hạo thì tức giận,
Nếu bản thân đạt tới cấp bậc giáo chủ thì sẽ trực tiếp tiêu diệt đám người đã chèn ép tổ phụ. Những khoáng thạch ở đây vô cùng cứng rắn, vậy nhưng tổ phụ vẫn muốn mang theo xiềng xích hạn chế tu vi để khai thác. Cậu nhất định sẽ tìm ra tên đầu sỏ đã hại ông ấy. Rất nhiều người đang ở đây lao động, khai quật mỏ, bộ dạng vô cùng khốn khổ. Chậm tay chân một chút là đã bị lão già quản giáo là Tần Trịnh Thượng dùng roi đập. Trịnh lão cũng là người đã chèn ép Thạch Trung Thiên. Ngày đó, Thạch Trung Thiên đào được một món bảo vật, thế là ông lập tức nuốt vào bụng. Hành động này bị Tần Trịnh Thượng phát hiện ra. Lão lập tức chèn ép, yêu cầu Thạch Trung Thiên giao ra bảo vật. Vậy nhưng Thạch Trung Thiên vẫn cứng rắn không đưa. Giữa hai người đã kết xuống thâm thù rồi, giờ muốn ông đưa ra bảo vật thì đúng là vọng tưởng. Toàn thân ông bạo phát ánh sáng giống như siêu say ra, trực tiếp phá vỡ xiềng xích rồi tấn công Tần Trịnh Thượng. Tần Trịnh Thượng cố gắng chống trả vậy nhưng không đấu lại Thạch Trung Thiên, thế là lão ta nhanh chóng bị ăn đòn. Thạch Trung Thiên cứ như vậy, một thân một mình giết mười mấy tên cai ngục rồi chạy ra ngoài. Thạch Hạo rất muốn xông vào tiêu diệt lão già Tần Trịnh Thượng, chỉ có điều thực lực lão ta đã là tôn giả cảnh, nếu đánh nhau sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, không thể tùy tiện động thủ được. Cậu phát hiện ra ở sau cùng hắc lao có một chỗ mà ngay cả những người đã nhóm lên thần hỏa cũng không dám tiến lại gần. Thế là Thạch Hậu lập tức đến đó kiểm tra. Đến nơi kiểm tra thì phát hiện dưới đất đang có một thứ kinh khủng. Cậu dự định thả nó ra ngoài, tặng cho Bất Lão Sơn một sự bất ngờ. Rốt cuộc là thứ gì thì ngay cả trung đồng cũng không thể thăm dò. Bởi vì mặt đất được bố trí một tòa trận pháp phức tạp. Đa thần Thạch sau khi kiểm tra cũng cảm thán, ít nhất là trận pháp do cường giả cấp giáo chủ để lại. Dù là vậy thì cũng chỉ làm khó được Đà Thần Thành một chút mà thôi. Hắn nhanh chóng lao xuống cố gắng xuyên phá trận pháp, động tĩnh lập tức thu hút đám quản giáo của Bất Lão Sơn. Từng là chí bảo hiện thế cho nên bọn họ nhanh chóng tiến vào kiểm tra. Ai ngờ bọn họ lại vô tình công kích vào trận pháp, gây ra một vụ chấn động. Biết mình bị mắc bẫy, ba tên kia lập tức bộc phát lực lượng nhằm phong bế trận pháp vậy nhưng đã quá muộn. Theo lời bọn họ thì thứ đang bị phong ấn là Thượng Cổ Chân Thần. Một khi thoát ra ngoài thì toàn bộ ác ma đảo sẽ gặp đại nạn. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau!